Ôi trời ơi, sau một trận gió bão mà hỏng hết hoa rồi. Này có chết không? Này, cây hoa này gãy. Gãy hết rồi. Hoa mặt trời đổ nghiêng hết rồi. Đi lấy cây, lấy cành để mà ấy thôi. Ôi chết rồi. Cành này gãy luôn rồi. Có đau không cơ chứ? Gãy luôn rồi. Gãy rời luôn ra rồi. Gãy rời luôn ra rồi. Hoa thì đang đẹp. Tôi phải đi tìm. Đấy. Tìm cành để mà tìm cành để mà trống lên thôi. Đấy. Tả tơi tơi tả hết hoa. Hoa đây gãy đổ nghiêng hết, lay ơn cũng nghiêng ngả, lay ơn cũng nghiêng ngả hết rồi. Nhấn lại lay ơn nghiêng ngả hết xuống cái trước nhà xem nào, xem trước nhà có bị không nào. Xem trước nhà có bị gãy không nào. Đổ nghiêng đổ ngả hết thế này. Hôm qua là mưa. Mưa gió. Hôm qua là mưa gió cho nên là đổ hết. Ôi, trước nhà gãy mất cây lê ơn rồi. Gãy cành lê ơn rồi. Gãy hết rồi. Mưa gió gãy hết rồi. Gãy cành lê ơn rồi. Lay ơn có một trận gió mà gãy cành rồi. Cành này có khi cắt để cho vào lọ. Gãy cành luôn rồi. Thế có đau không? Gió có một hôm mà gãy cành luôn rồi. Chỗ này. Đấy, cái cành lay ơn đẹp nhất này. Mê nhất, cành này cũng gãy luôn rồi. Nghiêng, cành này chưa gãy. Cành này nghiêng cây. Để mà lấy que để chống. Đó, đau không? Lấy que để chống. Nghiêng ngả hết. Nghiêng ngả hết. Phải đi để mà trống cây hoa thôi. Thế có đau không? Hoa này thì ở cửa sổ thì cũng đỡ hơn. Xả sợi ra. Xả sợi hết hoa này. Ở trên cửa sổ kia thì được. Trên cửa sổ không bận gì. Nó gió nó rụng thôi. Chứ nó không bị gãy.